lớn cho diễn viên Minh Thành. Vô cùng trẻ trung, vô cùng điển trai, đó chính là diễn viên Lê Minh Thành. Hãy cùng chào đón diễn viên Lê Minh Thành. Nghệ sĩ trẻ, điển trai, một diễn viên tài năng và tham gia rất nhiều bộ phim. Một niềm hy vọng, rồi phim Bô Tô nè, và một trong những bộ phim mà tạo nên dấu ấn rất là mạnh mẽ, kỳ tình cảm. Đây là ấp trứng. Em là Lê Minh Thành, hiện tại em đang theo đuổi nghiệp diễn. Lời nói đầu tiên xin cho phép Lê Minh Thành gửi lời chào thân thương, thân ái, thân mến và đặc biệt nhất là thân quý đến với Tường Vi cùng với tất cả. Lời nói đầu tiên xin cho phép Lê Minh Thành gửi lời chào thân thương, thân ái, thân tình và đặc biệt nhất là thân thương đến toàn thể quý khán giả. Lời nói đầu tiên xin cho phép Lê Minh Thành em gửi lời chào thân thương, thân ái và đặc biệt nhất là thân tình. Chào quý khán giả, lời nói đầu tiên xin cho phép Lê Minh Thành em gửi lời chào thân thương, thân ái, thân tình và đặc biệt nhất là thân mến đến toàn thể quý khán giả đang xem thì được ấm thực mùa vi. Chào mọi người, lời nói đầu tiên xin cho anh gửi lời chào thương, thân ái, thân tình và đặc biệt nhất là thân mến đến toàn thể tất cả mọi người đang có mặt trong livestream. Lời nói đầu tiên xin cho phép Lê Minh Thành lời chào đến toàn thể cô chú, anh chị diễn viên, anh chị báo đài, ban tổ chức. Dạ em chỉ biết là cảm ơn tất cả mọi người. Dạ thì giải ngôi sao xanh này nó là một cái động lực, là một bước điểm để em phát triển hơn trong thời gian.